Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Giuse Trần Đình Thọ mới qua đời, Phêrô Lê Văn Trang, Phêrô Tạ Đắc Thức, Phêrô Trần Hữu Huyên, Anna Trịnh Thị Tuyết Anh lễ dỗ, Maria Lương Thị Ngát lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Phạm Thị Cài, Maria Phạm Thị Đông, các linh hồn cùng phượng xin cầu cho ơn gọi tu sĩ nam nữ, gia đình Quang Diệp xin tạ ơn Đức Mẹ. Và ngày hôm nay anh em trong cộng đoàn Mân Côi chúng con cũng cùng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân của nhà dòng. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện, đặc biệt trong tháng này chúng ta dâng gia đình cũng như là cộng đoàn giáo xứ của chúng ta qua lời cầu bầu của mẹ Maria để ban cho gia đình cũng như giáo xứ được mọi sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Hỡi những người Galat ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh vào thập giá phơi bày ra trước mắt. Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi. Anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí hay lại kết thúc nhờ xác thì sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công.
Vậy Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em. Có phải vì anh em làm những gì luật dạy hay vì anh em đã tin nhờ được nghe? Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân người. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vì cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thanh ngôn sư mà phán hứa từ ngàn xưa. Chúc tụng Đức Chúa là Chúa Israel, đã viếng thăm dân chuộc dân, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân người. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân người. Alleluia. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em có một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn trong đời sống của chúng ta đã được nghe đoạn tin mừng này rất nhiều lần.
Và thường thì chúng ta được hiểu đây là sự kiện nói đến sự kiên trì trong lời cầu nguyện. Câu chuyện dụ ngôn về người bạn lúc nửa đêm này là lời bảo đảm rằng lời cầu nguyện luôn được nhận lời, và cũng là sự khích lệ để chúng ta liên lỉ cầu nguyện. Thánh Alphonso nói rằng tiên tri Isaiah cũng bảo đảm với chúng ta rằng ngay khi Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta thì Ngài động lòng trắc ẩn đối với chúng ta. Ngài không để chúng ta phải khóc lóc lâu với Ngài, nhưng sẽ trả lời và sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin cùng Ngài. Tiên tri nói rằng hãy khóc, Ngài chắc chắn sẽ thương hại bạn. Tiếng kêu của bạn ngay khi Ngài nghe, Ngài sẽ trả lời bạn. Vâng, ít nhất có hai bài học, có hai điều để chúng ta cùng nhau suy nghĩ qua đoạn tin mừng này. Thứ nhất, ai đó đã nói rằng đôi khi Thiên Chúa chậm trễ trong việc ban cho những lời cầu nguyện của chúng ta, hoặc đơn giản là không ban cho chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được những gì chúng ta cầu nguyện. Nếu Ngài trì hoãn, đó là bởi vì Ngài yêu thương và muốn thử thách chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta với Ngài. Hoặc ước muốn của chúng ta không phải là điều chúng ta thật sự cần, hoặc Ngài muốn ban cho chúng ta lời thỉnh cầu của chúng ta theo cách vượt xa hơn mọi sự mong đợi nhất của chúng ta, như trong trường hợp chúng ta thấy thánh nữ Monica. Ngài đã liên tục cầu nguyện cho sự hoán cải của đứa con ngẫu nghịch của Ngài, Augustino. Lời cầu nguyện của bà đã không được ban ngay lập tức, cũng như mức độ và mà Ngài yêu cầu. Chỉ sau 33 năm cầu nguyện và nước mắt, Chúa mới nhận lời bà. Thiên Chúa muốn nhiều hơn sự hoán cải của Augustino. Ngài muốn ông trở thành một linh mục, và sau này là giám mục, rồi là tiến sĩ của hội thánh, một vị thánh vĩ đại. Và để đạt được điều này, Thiên Chúa muốn bà Monica cầu nguyện không phải chỉ trong một ngày, một phút, một giây, một tuần, nhưng trong nhiều năm tháng ròng rã. Thứ hai, khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, không có nghĩa là Thiên Chúa cần chúng ta nhắc nhở Ngài những gì chúng ta muốn cho nhu cầu của chúng ta. Kiên trì cầu nguyện không có nghĩa là có thể thay đổi ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng những lời cầu nguyện bền bỉ của chúng ta có lợi cho chúng ta bằng cách nó giúp cho chúng ta phát triển, để chúng ta nhận biết chúng ta chính là con cái của Thiên Chúa. Sau đó, chúng ta sẽ có thể thấy tất cả những gì đến từ bàn tay của Ngài đều có ích lợi cho chúng ta, cho gia đình, cho xã hội ngày hôm nay. Vậy ngày hôm nay chúng ta có thể nhanh chóng bỏ cuộc khi suy nghĩ rằng Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, hay chúng ta sẽ mở lòng đón nhận tất cả những gì Chúa muốn qua sự kiện liên lỉ cầu nguyện của chúng ta trong cuộc sống này. Amen.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm trông cậy vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng khâm ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: xa trước canh dô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ngay sau giờ thánh lễ này, chúng con có ở giờ chầu thánh thể, xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tham dự. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Kìa muôn hai đau nặng tay chút bụi. Truyền rung cư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vị đại tọa tôn khả uy, danh thanh dự dường cao. Suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, phụ phụ trước đệ đồng, với người là Đấng Thánh. Chúa phán dạy các ngài đã tuân hành thánh ý và chiêu chỉ người ban. Suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, công về núi thánh mà phụ phục. Vì Đức Chúa Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh. Từ muôn đời và trinh hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Hãy suy tôn Đức Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.
con kêu van hết lòng lạy Chúa, xin Chúa thương nhậm lời. Xin Chúa thương nhậm lời. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, xin Chúa thương nhậm lời. Cứu chùa dân người. Những người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sư mà phán hứa từ ngày xưa, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện công chính trước nhan người, mà phục vụ người suốt cả đời ta. Nào cho dân Chúa biết, người sẽ cứu độ, đã tha cho họ hết mọi tội khiến. Tôi xem những ai ngồi nơi tâm tôi và trong bóng tự thần, dân ta bước vào đường eo bình an. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ta hãy sống thanh thiện công chính trước nhan Chúa, người sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù. Thiên Chúa Cha hằng yêu thương dẫn dắt và dưỡng nuôi chúng ta là dân riêng của Người. Vậy chúng ta hãy cam ta và hoan hỷ tung hô. Chúa là Cha nhân từ, chúng con ca ngợi lòng Chúa vô cùng lẫn ai. Xin cho lòng chúng con được hăng say phụng sự Chúa ngay từ sớm mai này. Xin giữ gìn lòng chúng con để không bao giờ ước muôn điều bất chính. Xin cho chúng con một tâm hồn cởi mở, biết lưu ý đến mọi nhu cầu của anh em. Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả xa, nơi Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cam dỗ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ánh sáng Chúa là Đức Giêsu Kitô, tựa vầng đông từ trời cao thẳm đã viếng thăm cứu chuộc chúng con. Nguyện xin Chúa chiếu rọi hào quang rực rỡ ấy cho những dân còn ngồi trong bóng tối tử thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xây hồi muôn đời kiên trung, hay con là đá xa tan sức không hiểu cũng không làm chuyện rung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco cho gìn giữ lời ban ơn và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Francisco Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Niềm tin vô cùng cao quý. Thank you.
Chúa cho họ ăn bánh bởi trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Hồn